Tập 17. Được. Tuyết Nhi, anh phải đến số 76 một chuyến. Em về trước đi. Em cứ chờ mà xem. Lần này anh không những phải câu cá, còn phải câu cả rùa cả cua lên nữa. Quý khách đến rồi. Tôi sắp xếp phòng riêng cho mấy vị. Cậu là cái thái gì? Sói phiêu đâu? Kêu anh ta ra gặp tôi. Anh ấy ra ngoài rồi, đỡ đi một lát rồi về. Mở cho chúng tôi hai chai rượu tây, tôm hùm hải sâm, bầu cư bày hết lên. Dạ. Ngài có cần xem thực đơn nữa không? Biết rồi à? Không nghe thấy sao? Xin lỗi, tôi đi sắp xếp ngay đây. Mời các vị lên tầng. Ăn không uống không còn đòi tôm hùm tổ yến. Bọn tiểu quỷ, bọn hán gian chết tiệt ra qua cái gì? Được rồi, để tôi bưng lên cho chúng. Lâm phu nhân, đây là doanh thu hay hôm nay của thế kỷ mới. Mời chị đếm lại. Bản kê cũng ở trong này. Anh không giữ lại cho mình một chút sao? Sao được chứ? Đây là nhà hàng của chị. Tôi thay chị quản lý, không dám nhận một đồng. Đây là quy tắc mà. Lúc mới đầu tôi còn tưởng cậu chỉ nói vậy. Thế kỷ mới này dù sao cũng chỉ là đáng giá vài trăm nghìn. Không ngờ anh lại nghiêm túc như vậy. Chị là chỗ dựa vững chắc của tôi. Việc như thế này sao có thể thất hứa được. Đúng rồi, Phan Đạt không gây phiền phức cho anh chứ. Được gì chống lưng, có cho anh ta 10 lá gan cũng không dám. Tôi chính là vì chuyện này nên đặc biệt đến đây để cảm tạ Bộ trưởng Lâm. Lâm phu nhân, mấy hôm nay nhà hàng có nhập một lô tổ yến từ Malaysia, vô cùng quý giá. Mời chị và Bộ trưởng Lâm cùng đến để thưởng thức. Thật sự là món ăn đại bổ. Sĩ quân và Châu Hoài Hải đi họp rồi, tôi chắc cũng không có thời gian rảnh. Bộ trưởng không đi được, vậy mời Lâm phu nhân để mặt. Tôi còn muốn bàn bạc với phu nhân một chút về chuyện Trà Long Dương. Nếu đã như vậy, vậy tôi sẽ nể mặt cậu. Có điều nếu đã có tổ yến thượng hạng thì tôi phải dẫn thêm hai người bạn cùng đi. Đó là vinh hạnh của tôi. Tư Lệnh Hùng, nếu ngài có 10 triệu này, vậy thì có thể chiêu binh bãi mã là một trận lớn. Lão Phan, tôi phải kính cậu một ly. Vốn dĩ tôi và Diễn Trưởng Châu không quen thân nhau, vì chuyện này mà cậu luôn theo sát, giúp tôi không ít. Tôi kính cậu một ly. Cạn ly. Hùng đại ca, chúng ta phải nói cho rõ ràng. Tôi không hoàn toàn là vì giúp anh. Chuyện anh hứa với tôi, anh phải giúp tôi đó. Đây là một mối hận lớn trong lòng tôi. Yên tâm, cứ giao cho tôi. Hai vị khách quý, đây là món tổ yến thượng hạng của nhà hàng. Mời hai vị nếm thử. Tôi Lệnh Hùng, tổ yến này tuyệt đối là hàng thật chất lượng. Anh nói xem, bên trong vị ngọt còn có chút mặn, trong vị mặn lại có chút sánh, sánh mà lại giòn sần sật. Anh nếm thử đi, để tôi nếm xem. Đúng, trong bát canh này chúng tôi đã cho vào rất nhiều gia vị đặc biệt. Mời hai vị thưởng thức. Thưởng thức cái con khỉ. Ông chủ trốn đâu rồi? Tôi đã gọi điện thoại cho anh ấy rồi. Anh ấy sẽ về ngay. Mau tìm đi. Tôi nói cho cậu biết, tìm được người về đây thì tôi sẽ bỏ qua. Không tìm được tôi đập nát cái nhà này. Dạ, tôi đi ngay. Đào, tiếp tục thưởng thức. Xin mời. Trương phu nhân, Trần phu nhân, chào Lâm phu nhân. Hôm nay hai chị có khẩu phúc rồi đấy. Đúng,
Hôm nay phải cảm ơn chị dẫn chúng tôi thưởng thức tổ yến thượng hạng. Và hàng thế kỷ mới này là chị kinh doanh sao? Mấy hôm trước mới mua lại chỗ này. Vậy sao? Và hàng thế kỷ mới này ở Thượng Hải rất nổi tiếng. Thật là ngưỡng mộ chị. Nói mua là mua ngay. Hôm nay hai chúng tôi không khách sáo đâu. Lát nữa hai chị tuyệt đối đừng có khách sáo. Cậu Gia, cậu đứng ngay đó làm gì? Mà phục vụ đi. Chào ba chị Phương Nhân, phòng đã chuẩn bị xong rồi. Ông chủ, Phan Đạt đến nói muốn gặp anh. Ai đến? Cục trưởng Phan Đạt. Anh ta đến thật à? Tôi còn tưởng anh ta không dám. Anh ta không chỉ đến mà còn rất khó ưa. Lâm Phu Nhân, chị xem phải thế nào? Hay là tôi bảo đầu bếp làm xong tổ yến rồi ba chị mang về nhà ăn được chứ? Phan Đạt là cái thái gì? Đã đến đây rồi anh bảo tôi về sao? Lá gan của anh có đến vậy thôi sao? Không phải, anh ta nhất định là đến không có ý tốt, đến để kiếm chuyện. Tôi thì không sợ, chỉ sợ ảnh hưởng tâm trạng tốt của ba vị phu nhân thôi. Nực cười. Nhà hàng thế kỷ mới bây giờ là của tôi rồi. Tôi là muốn xem anh ta làm được gì. Dạ, dạ được. Cậu Gia, cậu đi ứng phó với Phan Đạt. Tôi dẫn ba vị phu nhân vào phòng riêng. Dạ. Mời ba vị phu nhân. Chúng ta vào thôi. Chỉ cần dịp Tú Khanh bước vào thế kỷ mới thì mục tiêu đầu tiên của Sói Phiêu đã đạt được. Trong lòng anh ta rất hiểu rõ, dịp Tú Khanh là một người cực kỳ ham ngư dinh. Cô ta tuyệt đối không nhẫn nhịn chịu mất thể diện trước mặt bạn bè. Tiếp theo là xem Phan Đạt từng bước tự tìm đường chết như thế nào. Lâm Phu Nhân, đây là trà phổ nhĩ mà tôi đặc biệt nhờ người chuyển từ Vân Nam về. Rất ngon, chị uống thử xem. Tư lệnh Hùng, hiện giờ anh chỉ là một tư lệnh lẻ loi, nhưng anh có 10 triệu đầy rồi thì lại khác. Chẳng phải vì 10 triệu đó của viện trưởng Châu đó sao? Còn có cả lão Phan còn giật dây cho tôi đó sao? Đào, cạn tiếp một ly nữa. Phan Đạt ở phòng bên. Tư lệnh Hùng mà anh ta nói là Hùng Dạng Đông của quân Hoàng Hiệp sao? Từ khi Hùng Dạng Đông tôi thất bại trong lần tác chiến ở Hồ Bắc, rồi chuyển sang Giang Tô, trong tay còn không tới vài nghìn người. Lâm Sĩ Quân muốn thừa nước đục thả câu thu nạp tôi. Bà nội đó, một đồng cũng không đưa. Còn muốn ông đây giao bộ đội ra. Giờ thì hay rồi, có 10 triệu đầy của diện trưởng Châu, ông đây có thể làm lại từ đầu, chiêu binh mãi mã, là một trận lớn. Không sai. Bà cụ tổ đó, tôi với Lâm Sĩ Quân còn là anh em kết nghĩa với Châu. Nhưng anh ta có bao giờ coi tôi là anh em đâu. Anh ta chính là một tên keo kiệt, không chỉ bỏ ra một đồng, đặc biệt là bà vợ của anh ta. Phải nói đúng là dân buôn ham tiền, thấy tiền là cặp mắt sáng lên. Cô ta còn đi chung với Châu Phu Nhân, Uông Phu Nhân nữa chứ. Người ta là người sang trọng thanh lịch thật sự. Cô ta là gì chứ? Không xứng sách dài cho người ta. Không được, Lâm Phu Nhân, tôi phải ngăn bọn họ. Không cần, để họ nói. Để tôi xem miệng chó của họ còn sủa được gì không. Cục trưởng Phan, hai vị ăn xong rồi chứ? Đây là quá đơn, mời ngài xem qua. Thằng giải răng, Tư lệnh Hùng, anh chị thấy chưa? Bắt chúng ta trả tiền kìa. Việc này, thế kỷ mới là sản nghiệp của Lâm Phu Nhân. Lâm Phu Nhân là cái thá gì? Sói Phiêu đâu? Sao vẫn chưa về? Còn không về tôi bắn cậu đó. Anh ấy sắp về thật rồi. Người đâu? Không được Lâm Phu Nhân, tôi phải qua đó. Cứ để như vậy không được đâu. Anh đi đi, đừng nói tôi ở đây. Tôi muốn xem họ còn muốn làm gì. Mời chị uống trà. Làm gì đó? Ông chủ, anh đều nghe thấy rồi chứ? Lại là đám lưu manh thổ phỉ này. Được rồi, cần làm gì thì đi làm đi, để tôi đối phó.
Cậu ấy chỉ là một thằng phục vụ thôi. Có việc gì cứ nhắm vào tôi. Hùng đại ca, sói phiêu, tên rùa rụt đầu ra rồi đây. Anh chính là sói phiêu. Còn về muộn một chút nữa thì tôi đập nát ngôi chùa này của cậu. Tư lệnh Hùng, đừng phóng khách ở đây. Cậu gia, cậu ra ngoài trước đi. Tiếp đại khách phòng bên cho thật tốt. Dạ hiểu. Tư lệnh Hùng, ngôi chùa này không phải của sói phiêu tôi, là của Lâm phu nhân. Các anh ở đây hóng hách gan tàn, không sợ mất mạng sao? Tư lệnh Hùng, anh nghe thấy chưa? Giờ người ta có ngọn núi chống lưng rồi, chúng ta không động vào được đâu. Đừng nhắc bộ trưởng Lâm với phu nhân gì với tôi. So với chuyện trưởng Châu thì anh ta là cái thái gì? Hôm nay ông đây không tha cho anh đâu. Người đâu? Có, trói lại, rõ. Anh dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu à? Dựa vào việc anh là tội phạm truy nã. Các người ở đây nhục mạ bộ trưởng Lâm sẽ không có kết quả tốt đâu. Nghe rõ chưa? Tôi chính là nhục mạ anh ta đó. Tôi chính là đang chửi anh ta. Làm gì được tôi? Còn dựa vào đâu à? Dựa vào đâu? Tôi nói cho anh nghe dựa vào đâu. Dựa vào việc anh đâm bốn nhát dao sau lưng tôi. Hùng đại ca, tôi bắn chết anh. Tôi xem ai dám động vào anh ta. Lâm Phương Dân, chị đến vào lúc nào vậy? Chị xem cậu chưa làm gì mà không ai nói với cậu về thế giới mới là của tôi rồi sao? Không có. Phan Đạt, cậu giỏi lắm. Bây giờ càng ngày càng láo xược, đi khắp nơi nói xấu sĩ quần. Đủ lông đủ cánh rồi chứ gì. Lâm phu nhân sao có thể, sao tôi có thể nói xấu phu nhân được? Chị nghe thấy hết rồi à? Rất rõ ràng, không sót chữ nào. Rượu này nặng thật đó. Lời nói lúc say, tôi thấy cậu đây là rượu vào lời ra. Đúng, chính là rượu vào lời ra. Uống vào là ăn nói linh tinh. Uống sai rồi chứ gì? Lâm phu nhân, đừng tức giận. Bớt giận đi. Không phải nói phu nhân, là nói tên tội phạm truy nã này. Tội phạm truy nã? Tôi nói cho anh biết, về sói phiêu theo tôi quản lý thế kỷ mới chính là người của tôi. Ai dám động tới anh ta chính là đối đầu với số 76. Còn về những lời hôm nay các người nói, tôi sẽ nói lại nguyên vẹn không thiếu sót với bộ trưởng Lâm. Các người tự lo liệu đi. Lâm phu nhân, Lâm phu nhân, cục trưởng Phan, tư lệnh Hùng, lần này thì bị dọa cho mềm chủng chân rồi chứ. Chắc chắn các anh không biết một câu tục ngữ tai chắc bạch rừng. Ông đây bị mày gầy bẫy, mày chờ đấy, hẹn ngày gặp lại. Chị Lam à, không cần tức giận với đám tép riêu này. Cẩn thận ảnh hưởng sức khỏe của mình. Đúng vậy. Chờ sau khi quay về, để bộ trưởng Lâm xử lý cậu ta. Hai vị phu nhân, thật xin lỗi. Hôm nay là tôi tiếp đãi không chu đáo. Đã nói là ăn tổ yến mà vẫn chưa được ăn, còn để hai chị xem trò cười. Thế này đi, chờ chuyện này qua rồi, tôi sẽ bày một bàn riêng mời hai chị. Khách sáo rồi, không sao đâu. Tài xế, đưa hai vị phu nhân về nhà đi. Được, tạm biệt.
Phan Đạt. Chuyện này chưa xong đâu. Phiền phức rồi. Những gì lúc nãy chúng ta nói bị Diệp Tú Khanh nghe hết rồi. Lâm Sĩ Quân lập tức sẽ biết ngay. Tên khốn sói phiêu lại gài bẫy ông rồi. Lần này ông đây gặp rắc rối. Tư lệnh Hùng, anh thì khẩn trương đổi gì? Anh đâu thuộc anh ta quản lý. Không phải tôi khẩn trương. Lâm Sĩ Quân này ai dám chọc vào chứ? Cả Thượng Hải này ai dám chọc vào? Khắp người mùi rượu. Lời nói của người say rượu, ai mà tin là thật? Bây giờ chỉ có một người có thể giúp chúng ta giải quyết vụ này. Hai chúng ta cùng đi tìm viện trưởng Châu. Đi. Sĩ Quân, sao vậy? Sao mà tức giận như vậy? Ai chọc giận đây? Phan Đạt và Hùng Vạn Đông ở trong phòng riêng của Thế Kỷ Mới giữa chúng ta. Em vào phòng bên cạnh, tức nổ phổi rồi đây. Xem lại đến Thế Kỷ Mới, là sói phiêu mời em đến. Em vốn định đến đó để bàn bạc chuyện lá trà với anh ta. Không ngờ em vừa ngồi xuống đã truyền đấng mấy lời nhục mạ của Phan Đạt và Hùng Vạn Đông ở phòng bên. Chữ rất khó nghe, khiến em tức đến không ăn cơm nổi. Sao lại trùng hợp như vậy? Sĩ Quân, tên Phan Đạt này bây giờ càng ngày càng không coi anh ra gì. Em đã nghe nói rồi. Tiền mà Châu Hoài Hải lấy từ chỗ người Nhật sẽ chia cho Hùng Vạn Đông và La Quân Cường. Họ không phải muốn mở rộng đội ngũ của chúng ta, mà là đội ngũ của họ. Chẳng trách anh và Châu Hoài Hải nói chuyện cả buổi sáng, nói đông với tay nhưng lại không nói gì tiền bạc. Thì ra ông ta bề ngoài nói một kiểu nhưng lại có tính toán khác. Dùng số tiền này để lôi kéo người, khuất trương thế lực của mình. Anh lại bị ông ta lừa rồi. Đúng vậy, Châu Hoài Hải lấy danh nghĩa là mở rộng quỹ ban thanh trừng cộng sản và tiêu diệt Tân Tứ Quân để đòi tiền. Nhưng mà Tân Tứ Quân ở đâu chứ? Ở Giang Tô, ở Tô Bắc. Tiền ông ta dùng đi đâu hết rồi? Sĩ Quân, em nói anh nghe, ông ta không chỉ lừa chúng ta mà còn lừa cả người Nhật Bản nữa. Anh sẽ gọi điện cho tướng quân Kagesuke ngay. Nhìn bộ dạng của hai cậu đi, khắp người mùi rượu. Lúc nãy tướng quân Kagesuke gọi điện đến, vô cùng tức giận. Và hàng Thế Kỷ Mới là nơi của Lâm Sĩ Quân. Không phải các cậu không biết, chạy đến đó công kích nhục mạ anh ta. Tôi thấy đầu óc hai cậu ngu muội rồi. Viện trưởng, tôi với Tư Lệnh Hùng cũng tại vì uống say. Ai mà biết tay chết mạch rừng. Hai chúng tôi mà biết Lâm phu nhân ở phòng bên, chúng tôi cũng không ngốc đến đâu, cũng không để cô ta nắm thóp đâu. Nhưng mà viện trưởng nghĩ xem, sao lại trùng hợp như vậy? Lâm phu nhân ở ngay bên cạnh phòng của chúng tôi. Đây chắc là cái bẫy của sói phiêu. Đúng rồi viện trưởng, chúng chỉ định đến để xử tên sói phiêu đó. Kết quả không xử được hắn, ngược lại còn bị hắn ta ám toán. Là hai cậu tự chuốc lấy. Lâm Sĩ Quân vô cùng tức giận, không chỉ bắt tội hai cậu trước mặt tướng quân Kagesuke, còn lôi cả tôi vào cuộc, khiến tôi cũng không biết để mặt ở đâu. Hơn nữa người vừa còn hỏi đến việc sử dụng khoản tiền đều là quả do hai cậu gây ra. Không phải, viện trưởng, ngài trả lời như thế nào? Cậu nói xem tôi phải trả lời thế nào. Thế này đi, hai cậu lập tức tới số 76 với tôi, đáp lễ xin lỗi với Lâm Sĩ Quân, càng sâu sắc càng tốt. Cứ nói các cậu bị sói phiêu lừa, mắc bẫy của hắn nên mới uống say nói linh tinh. Hiểu không? Dạ hiểu. Dạ hiểu rồi. Viện trưởng, tôi quan ước quá. Đúng là quan ước. Hai cậu bị người ta bắt thóp rồi, người Nhật cũng không vui. Phải làm sao? Nếu hai cậu vẫn còn muốn tiếp tục làm, chỉ có thể như vậy. Lão Phan, không phải cậu muốn trừ khử sói phiêu ra sao? Lúc này chính là cơ hội. Dạ hiểu.
Viện trưởng, tôi hiểu nỗi khổ tâm của ngài. Đau, được rồi. Cảm ơn, đi thông thả nhé. Bắn qua quả đây. Tuyết Nhi, anh Sói Phiêu, em đang lo cho anh đây. Bên anh thế nào rồi? Anh thả một hồi nữa, lôi cả hai bên vào rồi. Nhưng mà bây giờ còn thiếu một chút sức nóng. Em làm giúp anh một việc, đến tòa soạn báo Triều Đại Mỹ tìm người tên là Hình Thư Duyên, đưa lá thư này cho cô ấy. Lá thư viết gì vậy? Anh xếp một đống củi dưới chân Phan Đạt, thiếu chút là cháy rồi. Giờ phải chờ cô ấy khiến đống củi đó bốc cháy. Vậy gì quan trọng như vậy? Sao anh không tự mình đi tìm cô ấy? Anh không thể để người khác nhìn thấy anh đi cùng cô ấy, đặc biệt là vào lúc này. Em biết rồi, anh đi đây. Cô Hình, anh Sói Phiêu đó nhất định phải đích thân giao lá thư này cho cô. Cô tên gì? Tôi tên Tuyết Nhi. Tôi bán quà ở Giáp Bắc. Lúc anh Sói Phiêu gặp nạn là ông đội tôi đã cưu mang anh ấy. Ông đội cô là ai? Ông đội tôi tên Trương Cửu Tư. Ông ấy qua đời rồi. Bây giờ chỉ còn lại tôi và Sói Phiêu sống nương tựa vào nhau. Anh ấy bảo tôi giao thư cho cô nên tôi đến đây. Cô Hình, nếu anh Sói Phiêu đã nhờ cô giúp đỡ, vậy xin cô hãy giúp anh ấy đi. Cô cứ về trước. Chuyện này tôi cần phải suy nghĩ thêm. Chờ tôi nghĩ kỹ rồi sẽ trả lời Sói Phiêu. Thư Duyên, cô gái này là ai? Cô ấy tên là Tuyết Nhi. Sói Phiêu bảo cô ấy đến đưa thư. Anh xem đi. Cái gì? Anh ta bảo cô nghĩ cách tiết lộ thông tin cho số 76 rằng Phan Đạt qua lại với đảng Cộng sản. Anh ta có ý gì? Phan Đạt là một tên hán gian chính hiệu, gian cực hoành hành, không việc ác nào không làm. Sao hắn có thể qua lại với Cộng sản? Tôi hiểu rồi. Anh ta muốn đổ tội lên đầu Phan Đạt, mượn tay Lâm Sĩ Quần giết Phan Đạt. Sĩ Quần, tôi dẫn hai người này đến đây rồi. Gia Đình, mau xin lỗi Bộ trưởng Lâm cùng phu nhân đi. Đại ca, em và Tư Lệnh Hùng uống hơi quá chén, uống sai nên nói linh tinh. Mong anh và Lâm phu nhân lượng thứ. Đúng đúng, uống sai rồi. Rượu đặng quá anh nói linh tinh, cũng không còn nhớ nữa. Thật sự không nhớ. Tư Lệnh Hùng, cái cớ này của anh cũng kém quá rồi. Anh còn muốn đùa giỡn tôi sao? Còn cậu nữa, là tôi là con buôn ham tiền, thấy tiền là mắt sáng, không xứng với sách dài cho người khác, là con đàn bà thấp hèn đúng chứ? Vậy cậu là cái thá gì? Tôi là cái thá chó má. Lời rượu tay đó càng không phải thứ tốt đẹp gì. Uống vào đầu óc quay cuồng, xong rồi bao nhiêu lời trái với lòng mình đều ra hết. Đại ca, sau này em không dám nữa. Sĩ Quân, tôi thấy chuyện này có chút hiểu lầm. Lão Phan và Dạng Đông là bị mắc bẫy của người khác. Cậu gửi đi. Đến giờ khắp người hai cậu ta vẫn còn đầy mùi rượu. Hai người họ cũng đã đến xin lỗi rồi. Cậu cũng nên rộng lượng một chút. Dù sao mọi người đều ngồi chung một con thuyền mà. Danh tiếng của tôi ở bên ngoài thế nào tôi biết rõ. Kẻ địch hãm hại vào tôi có thể không so đo. Nhưng người của mình hãm hại tôi tuyệt đối không thể tha. Sĩ Quân, tôi thấy anh tức giận, không chỉ vì chuyện này đúng chứ?
Diện trưởng Châu, tại sao tôi lại tức giận? Trong lòng ông hiểu rõ nhất. Sĩ quân à, ông lại hiểu lầm rồi. Mượn tiền của người Nhật không phải tôi nói là xong. Ngoài ra, chia tiền cho Dạng Đông là do chủ tịch Ung quyết định. Trong trận đánh ở Hồ Bắc, bộ đội của Dạng Đông không còn nữa, cho nên quân Hoàng Hiệp giúp đỡ gây dựng lại. Dạng Đông, lần này cậu đã đắc tội với bộ trưởng Lâm, vậy thì phải đáp lễ xin lỗi. Thế này, đem lương bổng của cậu bỏ ra một nửa trước để cho Giang Tô sử dụng. Thế nào? Không phải, không phải diện trưởng. Được, được thôi. Diện trưởng đã dặn dò, tôi cũng không có gì để nói. Được, sĩ quân như thế này đi. Ngày mai tôi sẽ chia cho ông 5 triệu, là khoản tạm ứng lần một để ông thanh trừng cộng sản. Số còn lại tôi sẽ đề nghị tiếp với chủ tịch Uông, cố hết sức để chia cho ông 20 triệu. Đến diện trưởng Châu đã thẳng thắn như vậy, tôi cũng mong được nhìn thấy thành quả. Được rồi, tôi tha thứ cho hai cậu. Đại ca, cảm ơn anh. Chuyện này kết thúc rồi, nhưng kẻ cầm đầu châm ngòi cho chuyện này thì không thể cho qua. Người mà tôi nói là Sói Phiêu. Sói Phiêu, ông không muốn tha cho anh ta? Đúng, tôi chính là dựa vào điều kiện này, dùng 20 triệu để đổi lấy cái đầu của cậu ta. Đổi không? Tôi đổi. Tên họ Phan và cả đám quân Hoàng Hiệp kia đều không ra thứ gì. Ngày nào cũng chạy đến đây, mở miệng cái là đòi tôm hùm tổ yến di cá bào ngư, hóng hách chứ gì. Được, vậy tôi cho thêm một vài gia vị đặc biệt vào. Ôi mẹ ơi, tôi bưng bát canh lên cho bọn họ. Mọi người đoán xem, bọn Phan đặt ăn xong nói gì? Nói gì thế? Thơm, ngon, mùi vị không tệ. Canh đậm mùi vị tươi ngon. Thế là tôi cho mấy vị gia gia này từ từ thưởng thức. Một lúc sau, tôi lại vào trong xem. Mọi người đoán thế nào? Thế nào hả? Một đám ngu ngốc, ăn hết sạch sành sanh. Cậu gia, nói lên tin gì đó. Qua đây. Cái miệng thối nhà cậu ăn nói lên tin cái gì thế? Để đồn ra ngoài chúng ta còn làm ăn được sao? Ông chủ yên tâm, chuyện này tôi chỉ làm cho đám Phan Đạt. Đối với khách của chúng ta chắc chắn không làm. Ta chết mà chừng đấy. Khắp đường phố Thượng Hải đều là đặc vụ nằm chung. Để bọn chúng nghe được thì biết làm sao. Đầu heo, đi làm việc đi. Phim được thuyết minh bởi Aramat Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Các cậu ở nhà hàng Thế Kỷ mới ăn không ít đồ ngon của lạ. Hải sâm, tổ yến, bào ngư. Thế nào? Đại ca, đồ ăn không tệ, mùi vị tươi ngon. Còn tươi ngon sao? Ở trong toàn là những nguyên liệu đặc biệt mà phục vụ của nhà hàng bỏ vào. Anh không phát hiện ra sao? Không ra gì. Thật quá không ra gì. Đúng là làm bại hoại danh tiếng của ông bà. Tôi đã nói từ đầu rồi, tên Sói Phiêu này làm việc cho ông là không có ý tốt. Ông thấy thế nào? Đi khắp nơi gây quả cho ông, rồi có một ngày sẽ hại chết ông đó sĩ quân, còn làm chỗ dựa cho người ta nữa. Diện trưởng Châu, ông hận cậu ta vậy sao? Cậu ta chẳng qua là một nhân vật nhỏ. Vậy nói đi, mọi người chuẩn bị làm thế nào? Chỉ cần anh không ngăn em lập tức sai người đi bắt hắn lại. Chính em sẽ xử lý hắn. Không được, cả Thượng Hải đều biết Sói Phi bắn Thế Kỷ mới là cho tôi. Chúng tôi còn từng ra mặt thay cho anh ta. Mấy người đi bắt anh ta như vậy lại không có lý do gì, có phải là không quá để mặt sĩ quân rồi không? Mấy người không thể ra tay ở Thượng Hải. Không ra tay ở Thượng Hải thì ra tay ở đâu? Ở Hồ Châu.
Tôi có thể phái sói siêu đến Hồ Châu buôn lá trà. Ở đó thuộc địa phận Chiết Giang. Không phải quân Hoàng Hiệp các người có trụ sở ở Chiết Giang đó sao? Ở đó có quân đội quốc gia, đội du kích của quân cộng sản, còn có thổ phỉ. Xảy ra chuyện gì không ai nói rõ được. Dạ đâu, chuyện này giao cho cậu đi làm. Rõ. Tôi còn có cuộc họp nên chúng tôi xin phép đi trước. Sĩ quân gà, ông yên tâm, 5 triệu đó ngày mai sẽ được chuyển vào tài khoản của ông. Châu Bội Hải tôi nói lời giữ lời. Và ông cũng yên tâm, ngày mai sói phiêu nhất định sẽ đi Chiết Giang. Những chuyện còn lại thì tôi không biết gì nữa. Một lời đã định. Một lời đã định. Cáo từ. Được. Không tiễn. Không tiễn. Sĩ quân, anh định bỏ mặt sói phiêu thật sao? Đương nhiên. So với 5 triệu mà Diễn Trưởng Châu đã hứa, sói phiêu không có giá trị gì nữa. Nhưng để anh ta giúp chúng ta bán lá trà, mỗi năm cũng được doanh thu trên triệu mà. Em nghe anh ta nói nhảm thôi. Một nơi rộng lớn như Thượng Hải, có thị trường lớn như vậy sao? Châu Hoài Hải ở trong ngôi nhà xa qua ở Lô Tiếu Am, anh thấy ông ta đang vô cùng sốt ruột, bắt buộc phải loại trừ sói phiêu. Em đi tìm sói phiêu, cho cậu ta một chiếc xe tải, kêu cậu ta ngày mai đến Hồ Châu. Ngoài ra, nói thời gian và địa điểm cho Hùng Vạn Đông. Còn về kết cục của cậu ta phải xem ý trời rồi. Được. Cậu xem chỉ với một câu của Diện Trưởng Châu, đem một nửa số tiền của tôi cho sĩ quân. Thật đen đủi. Như vậy là khá lắm rồi. Ai kêu người ta nắm được thớp của chúng ta chứ. Diện Trưởng Châu muốn giúp chúng ta, như vậy cũng khá lắm rồi. Quan trọng là chúng ta có được lời hứa với Lâm sĩ quân. Sói phiêu không còn chỗ dựa nữa, chết là cái chắc. Cậu nghĩ đến việc giết sói phiêu, như tôi nghĩ đến 5 triệu kia. Có được 5 triệu đó thì tôi có thể nuôi sống được bao nhiêu bộ đội. Báo cáo cục trưởng, có người tặng cho ngài một bức tranh, đó là bút tích của Trịnh Bản Kiều, Trúc Thạch Đồ, mời ngài xem. Trúc Thạch Đồ, đây là bức tranh giá trị liên thành. Ai mang tới? Một ông già, đó là bạn của ngài. Đưa tranh xong liền đi ngay. Cục trưởng Phan, đúng là thông thiên ở Thượng Hải này. Một thứ đồ đắt giá như vậy, nói tặng là tặng, còn không thấy mặt mũi đâu. Trong này có gì đó đây? Có gì được chứ? Ai mà biết đây là thật hay giả? Không thiết thực một chút nào. Đâu bằng cứ tặng vàng thật bạc thật. Nếu cái này là thật, tôi cũng chẳng giữ được. Tôi cũng phải tặng cho cấp trên. Được rồi, để cho phòng làm việc. Lâm phu nhân, bữa trưa chị chưa được ăn gì. Sau khi nhận cuộc gọi của chị, tôi lập tức chuẩn bị cho chị món tổ yến. Tổ yến của anh thôi, không ăn thì hơn. Tôi tới tìm anh để nói chuyện, nói mấy câu rồi đi ngay. Được, mời vào trong. Lâm phu nhân, đây là trà Long Trinh tôi đặc biệt pha cho chị, mời chị thưởng thức. Tôi đến chính là để nói chuyện này với anh. Anh nói lá trà này sẽ có lợi nhuận đến hàng triệu đồng. Tôi thấy không đáng tin. Là như vậy Lâm phu nhân. Ở Thượng Hải thị trường rất nhỏ, khu vực Chiết Giang lại vừa biến động, miền Bắc miền Nam đều đang đánh trận. Còn về lá trà, nó không phải là sản phẩm cần có trong cuộc sống, như gạo, chí mì. Đường tiêu thụ đúng là có vấn đề. Nhưng mà Lâm phu nhân nhìn đi,
Bây giờ tôi đem lá trà này làm thành gói trà. Chỉ cần có nước sôi là có thể pha trà uống, tiết kiệm được quá trình pha trà, vô cùng tiện lợi. Tôi cũng học hỏi được từ hồng trà của nước Anh. Vậy thì sao chứ? Đường tiêu thụ ở Trung Quốc không ổn thì chúng ta bán ra Anh, Mỹ. Chắc chị biết người Anh, Mỹ đều thích uống hồng trà, hơn nữa còn thích bỏ đường và sữa vào trong. Nhưng cứ như vậy sẽ không có mùi vị của trà nữa. Nhưng trà Long Dương của chúng ta lại khác. Hai hôm trước tôi từng làm cho vài thương dân người Anh, Mỹ xem rồi. Họ vô cùng có hứng thú, hơn nữa còn đặt hàng ngay tại chỗ. Lâm phu nhân, chị tính kỹ xem, 1.000 ký lá trà lợi dụng chẳng phải trên triệu đồng đó sao? Đúng là như thật vậy. Anh không gặp tôi thật. Lâm phu nhân, người gạt chị không phải là tôi, mà là Phan Đạt. Những lời anh ta nói trong phòng riêng chị cũng nghe thấy rồi. Tự anh ta cho rằng tìm được chỗ dựa lớn, căn bản không coi chị ra gì. Hạng người một mặt hai lòng với anh ta, chị nhất định phải cẩn thận. Chúng ta không nói hắn nữa, chị nói lá trà. Tôi điều cho anh một chiếc xe tải từ số 76. Ngày mai anh hãy đi Hồ Châu thu mua trà xuân, nên đi sớm hơn một chút. Ngày mai không kịp, tôi đi thu dọn đồ, trước khi trời tối sẽ xuất phát. Khu vực Chiết Giang không được an toàn lắm. Anh muốn tôi phái bao nhiêu người cùng đi? Không cần, tôi chỉ cần dẫn theo trước Nhi là được rồi. Tôi đảm bảo với chị, trong vòng một tuần chắc chắn vận chuyển lá trà đến nơi. Anh đơn giản như vậy, cả lá trà và nhà hàng này đều không giữ lại chút lợi lộc gì cho mình, chẳng phải rất kỳ lạ sao? Anh cũng có thể đến dựa dẫm vào viện trưởng Châu. Ông ta chức to hơn, thế lực cũng lớn hơn. Tại sao anh không đi nhờ cậy ông ta? Tôi không dám. Năm ngoái ngân hàng Lợi Thái của chị cạnh tranh kịch liệt với ngân hàng thông thường chúng tôi, nhưng cuối cùng kẻ thắng là ai chắc chị chưa quên đâu. Tất cả tài sản dưới tên của ba vợ tôi bây giờ đã nằm trong tay ai? Có người có thể không phải mất một binh một tốt, nói cười vài câu là có thể dơ vét toàn bộ vào túi của mình. Nói câu khó nghe, chẳng phải chị làm cũng như không làm đó sao? Người như vậy làm chỗ dựa cho tôi, tôi sợ có một ngày sẽ chèn ép tôi đến chết mất. Thì ra là vậy. Có điều Phan Rạc và Hùng Dạng Đông đã đến xin lỗi tôi rồi. Viện trưởng Châu cũng chi một nửa số tiền quân phí của bọn họ cho chúng tôi rồi. Có số tiền này, chúng tôi không chấp chuyện đó nữa. Lâm phu nhân, chị lại bị lừa rồi, chị biết không? Lúc ở trong phòng tôi đã nghe rất rõ, viện trưởng Châu mượn tiền từ chỗ người Nhật, hoàn toàn là vì Giang Tô. Số tiền đó vốn chỉ là của anh chị, chỉ có điều là ông ta có lòng riêng, đem đó chia cho Tư lệnh Hùng. Không sai, bây giờ đúng là chia cho chị một nửa. Nhưng chị có từng tính kỹ món nợ này chưa? Có nghĩa là ông ta đem số tiền của chị cắt lại một nửa rồi lại cho chị. Chị phải cảm ơn ông ta. Vậy không phải chị thành kẻ ngốc rồi sao? Đúng là như vậy. Được, chúng ta tạm thời không bàn chuyện này. Quay về chị bàn bạc kỹ lại với bộ trưởng Lâm. Còn về việc đi Hồ Châu, lúc nào chị điều xe cho tôi? Việc đi Hồ Châu, tôi thấy hay là cứ chờ khoảng thời gian đi. Lâm phu nhân, kiếm tiền cần làm ngay, không thể chậm trễ. Để muộn rồi, nói không chừng lỡ mất cơ hội. Hay là thế này, bây giờ chị điều xe cho tôi, tôi lập tức đến Hồ Châu. Hay là thế này đi, tôi sẽ cử thêm vài người nữa cho cậu, để tránh dọc đường gặp phải nguy hiểm gì. Có xe của chị và bộ trưởng Lâm, người khác muốn tránh còn tránh không kịp. Tôi còn sợ cái gì nữa? Lâm phu nhân, chị ăn chút điểm tâm đi, tôi đi sắp xếp một chút. Diệp Tú Khanh biết lần này sói phiêu đi Hồ Châu chắc chắn là một đi không trở lại. Một bên là 20 triệu của Châu Hoài Hải, một bên là sói phiêu. Đứng trước lợi ích to lớn, Lâm Sĩ Quân đã lựa chọn giấy đầu.